Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách lưu lại những cái video mà các bạn đã xem trên trên Zalo nha các bạn. Thì khi mà các bạn lướt và trên Zalo các bạn xem những cái đoạn video mà các bạn muốn lưu lại để xem, là để mà khi mà các bạn cần xem lại những lần sau thì các bạn có thể vào và xem nó dễ dàng hơn. Thì ở đây có 3 cách để các bạn có thể lưu một cái đoạn video trên Zalo nha các bạn. Cách đầu tiên này, ví dụ như cái đoạn video này mình muốn lưu thì mình sẽ nhắm vào cái biểu tượng này này các bạn. Mình sẽ nhắm vào cái biểu tượng này thì nó sẽ lưu cái video của các bạn lại nha. Đây mình sẽ bấm vào như thế này. Hoặc là cách thứ hai là các bạn chọn và nhắm vào giữ cái video thì nó hiện lên là lưu video các bạn, thì mình sẽ nhắm vào lưu như thế này. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba thì các bạn có thể chọn vào cái biểu tượng ba dấu chấm ở phía dưới bên phải màn hình điện thoại của các bạn nè, rồi các bạn nhắm vào đây, rồi các bạn nhắm vào lưu video. Thì như vậy là có 3 cách để các bạn có thể lưu những cái đoạn video mà các bạn đã xem và các bạn thấy hấp dẫn và các bạn muốn lưu lại để lần sau các bạn có thể xem đó các bạn. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn 3 cách để các bạn có thể lưu những cái đoạn video trên Zalo mà các bạn muốn xem cho những lần tiếp theo rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp.